Chào quý vị và các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp hải phòng.com. Từ trước đến nay thì tất cả những cái xe đạp nhật bãi mà chúng tôi nhập về thì đều bán với những cái giá như là tầm khoảng trên 4 triệu cho đến 6 triệu. Thì một số khách hàng rất là muốn sở hữu xe đạp Nhật, chất lượng Nhật, nhưng mà muốn một cái giá nó ưu đãi hơn. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ cùng quý vị khách hàng trải nghiệm một cái chiếc xe đạp nội địa Nhật Bản đã qua sử dụng nhưng mà giá rất là hợp lý, chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng. Thì chiếc xe này có gì thì mời quý vị và các bạn cùng chúng ta cùng khám phá trải nghiệm cái chiếc xe này mang thương hiệu chất lượng Nhật Bản nhưng mà giá lại hợp lý hơn. Tại vì sao? Tại vì cái khung cái chiếc xe này nó không có thương hiệu đấy, nó không có thương hiệu nổi tiếng. Cái thứ hai là cái giá nhập vào ở bên cái đấu giá, cái sàn đấu giá đồ cũ của Nhật Bản nó không có thương hiệu nên là giá của nó rẻ hơn. Còn theo như cái kinh nghiệm mà bán đồ, bán xe và đánh giá xe của tôi trong vài năm bán xe thể thao và cũng như cái hiểu biết của quý vị thì chúng ta cùng đánh giá là chiếc xe này cũng chất lượng cũng không hề là thua kém những cái chiếc xe mà có giá 4-5 triệu đồng, tại vì nó rẻ hơn, vì nó chỉ thua kém ở thương phần thương hiệu mà thôi. Như quý vị thấy thì chiếc xe được trang bị đùi đĩa 3 tầng, gạt đĩa Shimano Tourlay, đùi đĩa 3 tầng. Đằng sau thì là líp vặn 7 tầng, và bộ chuyển động Antut. Bộ chuyển động Antut là cao cấp hơn cả Shimano Tourlay và thường được dùng cho những cái xe có 8 tốc độ. Xe được trang bị Mayer Joytech, cũng là một cái Mayer mà rất là phổ biến trong dòng xe đạp Nhật bãi. Vành bánh 700C, vành hai lớp, chém gió rất là cứng cáp, đũa thép mạ đen. Khung thì là nhôm, khung nhôm luôn. Giá chỉ hơn 3 triệu đồng nhưng mà chiếc xe được sở hữu khung nhôm. Tại vì tất cả những xe mà chúng tôi quyết định nhập, quyết định đấu giá để nhập về theo về Việt Nam đều là khung nhôm. Xe có thương hiệu là Racing Sport, có nghĩa là đua thể thao, đua, nhưng mà một cái thương hiệu thì cũng rất là chung chung. Nhưng mà đảm bảo là xe chất lượng Nhật Bản và đã qua thị trường sử dụng tại thị trường Nhật. Các bạn thấy được rất là nhiều tem mác được dán trên xe mà thậm chí là dán chằng chịt luôn. Đấy, chỗ này là dán tầng tầng lớp lớp, không hiểu là cái ông dán để tem này là ông được khuyến mại tem sao mà ông dán chằng chịt luôn. Rất là nhiều rồi, chồng chồng lớp lớp luôn tem. Ui à, đây là khả năng là đây là cái tem đỗ, tem ở bãi đỗ xe qua tháng này tháng khác là người ta cứ dán chồng lên thôi. Bây giờ hôm nay mình bóc ra thôi chứ mình đâu có để ý đâu, rất là nhiều lớp. Người ta gửi xe ở cái chỗ này là cái kiểu như cái vé tháng ấy các quý vị, để người ta dán chồng lớp lên đây, rất là nhiều tem, tem chồng lớp luôn. Ui được khuyến mại tem. Xe được trang bị tay bấm xả 3x7 tốc độ Shimano. Đằng trước thì có phá cách là tông màu là xanh đỏ, thì khung màu xanh, cà màu đỏ và lốp màu đỏ. Đấy. Để, với kinh nghiệm đánh giá và bán xe của mình thì mình đánh giá là chiếc xe này hoàn toàn là chất lượng rất là ok trong tầm giá chỉ hơn 3 triệu đồng thôi. Nếu mà quý vị muốn biết giá chính xác, quan tâm đến chiếc xe thì quý vị hãy liên hệ với mình qua số điện thoại ở dưới video hoặc mình có Zalo cho mình theo số điện thoại. Và để biết được cái giá chính xác của chiếc xe và những cái phụ kiện, phụ tùng hoặc chính sách bảo hành bảo dưỡng mà quý vị được hưởng khi mà mua xe tại cửa hàng xe đạp hải phòng.com của chúng tôi. Và nếu mà có quý vị quan tâm đến xe đạp theo thì hãy ấn đăng ký kênh, bên cạnh nút đăng ký ấn chiếc chuông để quý vị là những người mà được YouTube ưu tiên hiển thị đầu tiên những video mà chúng tôi up lên mạng. Xin cảm ơn quý vị đã xem video và hẹn gặp lại quý vị trong những video.